Son Anh Shop xin chào các bạn. Shop là vừa làm xong một chiếc xe Winner X, độ một cái đèn hậu và đèn trước Audi các bạn nha, rất là ngầu luôn. Thì cái đeo đèn hậu này nhìn cực kỳ nổi bật với lại kết hợp led Audi đá số đô màu với lại 4 mẫu block các bạn ha. Hiện tại là đang số 1 các bạn nha, rất là ngầu ha, nhìn các bạn thấy không đó. Số 1 nè, khi bạn nhấp số 2 nó tự động đổi màu các bạn. Số 1 màu xanh ngọc, số 2 màu tím hồng cánh sen nè các bạn. Đó, rất là ngầu không? Số 2 nè các bạn ha. Rồi số 3 em. Đó, số 3 màu xanh lá nè các bạn. Số 3 màu xanh lá nè, cực kỳ nổi luôn. Số 3 nè. Đó, số 4 em ơi. Đó, số 4 màu vàng chanh nè các bạn. Số 4 màu vàng chanh nè, số 5 ở ngoài nhìn nổi lắm, số 5. Số 5 màu xanh dương các bạn ơi. Số 5 xanh dương nè, số 6 em. Đó, số 6 màu đỏ. Đây là chiếc Winner X đầu tiên mà độ đèn hậu cái đuôi này rất là ngầu luôn ha. Bộ led này đặc biệt bên mình là bảo hành chất bạn là 3 năm ha. Rồi em mở nhanh luôn em. Đó, xi nhan nó sẽ sáng hết nửa khung bên đây, chạy qua bên đây các bạn ha. Đó, bên đây luôn em. Đó, nhanh. Nhanh cực sáng luôn các bạn. Đó, nhanh cực sáng luôn ha, nửa bên chạy qua bên đây ha. Ok, tuyệt vời luôn. Rồi đạp số em. Đó, đạp số lại nè các bạn. Đó, thấy không? Đó. Đó. Tập số đang là chế độ số 1 các bạn. Đó, số 1 nè, nó nhanh nó sẽ chớp luôn các bạn ha. Đó, cực kỳ ngầu luôn. Xe này độ là full led luôn các bạn nha, full led. Đó, đây độ khóa xi mát cây nữa nè các bạn, độ khóa xi mát cây nữa nè ha. Đó, led gù luôn nè, led gù xi nhan chớp luôn nè, đạp số đổi màu luôn các bạn. Đạp số đổi màu luôn nè, đó ha. Đó. Rồi đằng trước luôn. Đó, full led luôn các bạn ha. Rồi bắt xin đi, bắt xin đi. Còi đen sô bóp còi luôn. Rồi, rồi ok. Đó, công tắc tắt máy tạm thời, rồi công tắc mở đèn nè các bạn. Tắt mở đèn nữa nè các bạn ha. Mình mở đèn nè, nó pha nè. Pin nè. Bắt xin nè, bắt xin luôn cái đèn L4X luôn các bạn nha. Rồi ok. Đó, tuyệt vời luôn các bạn. Ưu tiên em, mở ưu tiên em ơi. Đó, đạp số. Số 1. Mở đèn đèn mi, để mày đèn mi, mở đèn mi. Rồi, ok, ok, ưu tiên. Rồi, ok, cảm ơn quý khách để hàng. Các bạn nào làm xin liên hệ cửa hàng mình nhé, địa chỉ 234 đường Bình Long, quận Tân Phú. Số điện thoại là 0963574901. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Cảm ơn rất là nhiều.